Chào mừng quý khán giả đến với bản tin hôm nay. Sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Bạc Liêu, ô tô tông vào nhà dân, nhiều người nguy kịch. Thành phố Hồ Chí Minh, ô tô tông 5 xe dừng đèn đỏ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 9, một chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 51G19714 khi đến địa phận ấp Xẻo Trích, cách cầu Cả Giày, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi khoảng 200m, thế lao vào một cây xăng, rồi tông thẳng vào cửa hàng chuyên sửa chữa cơ khí. Cú tông mạnh đã khiến những người ngồi trên xe nguy kịch, chiếc ô tô biến dạng, nhiều đồ đạc phía ngoài cửa hàng cơ khí cũng bị hư hỏng. Khoảng 20 giờ 30 ngày 6 tháng 9, tài xế ô tô 7 chỗ đã tông 3 xe máy, 2 xe tải đang chờ đèn đỏ tại giao lộ đường số 4 trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Tân Bình. Tại hiện trường, các xe máy nằm ngổn ngang, mảnh vỡ văng tung tóe, 3 ô tô đều hư hỏng đầu và đuôi. Trong đó, xe 7 chỗ bị biến dạng phần đầu, bung túi khí, tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu cùng 2 người đi xe máy.